Chào mừng các bạn đã trở lại bản tin Tech Talk ngày 8 tháng 6 cùng mình và anh Toại Tinh Tế. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin công nghệ nổi bật trong tuần qua. Tuần vừa qua thì như trong số Tech Talk tuần trước thì mình có bàn về cái buổi ra mắt của Apple về những cái hệ điều hành mới ở WWDC 2019. Còn hôm nay thì em có một cái thông tin em nghe rất là hot của ngày hôm qua, đó là việc mà Facebook đã nghỉ chơi với Huawei. Có thể nói là họ dừng hợp tác với Huawei trong thời gian sắp tới. Thì không biết anh nghĩ như thế nào về cái thông tin công nghệ này? Thực ra thì trước Facebook thì có rất nhiều công ty công nghệ khác của Mỹ và của thậm chí là một số nước khác họ đã nghỉ chơi với Huawei. Chúng ta có đầu tiên phát súng đầu tiên là của Google. Sau đó chúng ta có Microsoft, Qualcomm, Broadcom, Intel. Thậm chí chúng ta có ARM từ Anh, chúng ta có Panasonic của Nhật và rất nhiều công ty nhỏ khác nữa cung ứng những phần mềm và phần cứng dành cho Huawei. Thì cái việc Facebook nghỉ chơi Huawei thì mình nghĩ là nó cũng không có quá nhiều bất ngờ. Thậm chí sau này sẽ có thêm cái dãy mà những cái tập đoàn lớn nghỉ chơi sẽ còn nhiều nữa. Và cái việc mà Facebook nghỉ chơi Huawei thì nó khác một chút so với việc là Google nghỉ chơi. Tại vì với Google á thì họ vẫn có 3 tháng, tức là trong 3 tháng tiếp theo thì Google vẫn sẽ tiếp tục support cho Huawei là những chiếc smartphone của Huawei đã ra mắt, được bán ra và đã ra mắt, chưa được bán thì vẫn được hỗ trợ xài Android bình thường này, vẫn được dùng những ứng dụng của Google bình thường này, vẫn được cập nhật phần mềm bình thường này. Còn đối với Facebook thì nó khác. Máy nào đã ra mắt rồi, đã cài sẵn Facebook rồi, cứ xài bình thường. Còn máy nào ra mắt rồi mà chưa được bán, kiểu như là họ sản xuất mà vẫn đang nằm trong nhà máy, chưa xuất xưởng, thì bây giờ không được mặc định là cài sẵn Facebook nữa. Và sau này những chiếc smartphone sau này ra mắt cũng sẽ không được mặc định cài sẵn Facebook nữa. Thì em nghĩ rằng là với cái trải nghiệm này thì riêng em thì em không bất ngờ. Tại vì em nghĩ rằng là đối với em thì cái ảnh hưởng nặng nhất trong các cái chuyện mà chấm dứt hợp đồng vẫn là cái chuyện ARM. Nhưng mà riêng cái Facebook thì em nói là về mặt trải nghiệm của người dùng, thì riêng với những người dùng toàn cầu thì đó là một cái sự thiếu hụt rất là lớn. Tại vì chúng ta tưởng tượng chúng ta bỏ một số tiền rất lớn để mua một chiếc điện thoại về và không cài đặt Facebook. Và nếu như bây giờ ở trong thời điểm năm 2019 và bạn không cài được Facebook, đồng nghĩa với việc rằng là bạn sẽ không có luôn Instagram, bạn sẽ không có luôn Snapchat. Thì những cái trải nghiệm đó đối với một số người đó là mật thiết. Đối với em thì em có thể sử dụng Instagram rất nhiều, Facebook rất nhiều và Messenger để liên lạc với bạn bè. Thì em nghĩ đó là một cái sự thiệt thòi lớn cho những cái fan Huawei trên toàn cầu. Thực ra thì chỉ là không, Facebook đưa ra thông báo là chỉ sẽ là không được cài sẵn thôi. Tức là người dùng mua về họ vẫn cài được, đúng không? Nhưng bây giờ nó lại liên quan đến Google nữa. Chúng ta sẽ không cài được Play Store là một trong những dịch vụ của Google. Bây giờ không có Play Store thì các bạn lấy gì để tải Facebook? Không có chợ ứng dụng đấy thì bắt buộc là chúng ta phải tải bằng file APK này. Hoặc là có thể Huawei họ sẽ ra mắt một cái nền tảng mới, một cái chợ ứng dụng mới và trong đó có Facebook, nhưng mình nghĩ rất là khó tại vì hai bên đang nghỉ chơi với nhau rồi. Thì tức là các bạn muốn dùng Facebook thì chúng ta phải tải bằng một cái khác và chắc chắn là nó sẽ phức tạp hơn nhiều so với lên Google Play Store để tải về. Và khi mà người ta bỏ ra khoản tiền mà những cái trải nghiệm đấy nó lằng nhằng hơn, nó phức tạp hơn, nó gây ảnh hưởng đến trải nghiệm thì thực ra chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng nhiều. Theo em nghĩ thì là không nói về cái chuyện mà là cập nhật phần mềm hay là cải thiện những tính năng để cho được như những cái điện thoại đối thủ cạnh tranh, nhưng mà riêng về cái chuyện mà bây giờ nói cái chuyện mà download một cái app Facebook hay là Messenger về với máy của Huawei nó cũng là một điều khó rồi. Và em nghĩ rằng là những người dùng cao cấp thì họ sẽ không chọn một cái trải nghiệm như vậy. Một câu hỏi thêm cho anh, nghĩa là bây giờ thì tình hình của Huawei thì từ đầu bản tin từ lúc Google cho tới những cái sự kiện về sau thì càng ngày nó càng tệ đi. Thì anh nghĩ rằng là riêng nói về cái mảng smartphone của Huawei trên toàn cầu và ở thị trường nội địa của Trung Quốc á, thì anh nghĩ rằng là họ có thể còn bám trụ được với cái mảng mà sản xuất smartphone hay không, hay là họ sẽ đi vào một cái hướng hoàn toàn khác? Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến vấn đề là tại nội địa thì chắc chắn là Huawei vẫn sống tốt, thậm chí sống khỏe nữa. Sau khi mà bị những cái công ty khác họ ngừng hợp tác thì doanh số của Huawei tại Trung Quốc tăng vọt lên tới 130%. Tức là người Trung Quốc họ đồng lòng họ ủng hộ Huawei đó để vực lại cái doanh số tại thị trường nội địa. Tuy nhiên thì 2/3 mảng smartphone của Huawei lại đến từ thị trường quốc tế. Khi đó thì cái phần quốc tế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, tại vì người ta sẽ có những cái trải nghiệm rất quan trọng, những cái dịch vụ của Google họ rất cần thiết, những cái Instagram, WhatsApp hay là Messenger thì nó cũng rất cần thiết và chắc chắn là họ sẽ không thể bỏ đi những cái đấy được. Thế nên là mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và Huawei thì đang ra mắt một cái hệ điều hành mới, một cái có thể là một cái chợ Play Store mới. Hy vọng là nếu được thì hy vọng là Huawei sẽ làm tốt và mang được những cái đấy ra quốc tế được thì sẽ thành công. Còn nếu không mang được cái đấy ra thì quốc tế chắc chắn sẽ thất bại.
Em cũng đồng ý với anh là về cái hệ điều hành mới của Huawei, nó rất là có nhiều cái tiềm năng và hy vọng, nhưng mà nó vẫn nằm ở câu chuyện của tương lai. Còn đối với em hiện giờ thì ít nhất thì em nghĩ rằng là sẽ là một rào cản rất lớn cho Huawei khi mà Huawei không sử dụng được những cái ứng dụng của Google, đồng thời là những cái mạng xã hội của Facebook, thì vẫn có một tương lai còn ở phía trước. Thì em hy vọng rằng là Huawei, cái hãng điện thoại này, sẽ tìm được một con lối đi riêng cho mình đúng đắn nhất để mang lại các sản phẩm của mình đối với thị trường toàn cầu. Về thông tin thứ hai thì là về một chiếc điện thoại mới được ra mắt trong khoảng thời gian gần đây. Và em nghĩ là anh cũng đã nghe về nó rồi, đó là chiếc Oppo Reno. Nó ra hai phiên bản, một là phiên bản thường và một phiên bản cao cấp. Thì anh có tổng hợp những cái thông tin này qua trên mạng chưa anh hả? Thực ra thì con này ra mắt khá lâu rồi, nhưng mà hôm qua mới là chính thức bán tại Việt Nam. Họ có cái buổi ra mắt tại Việt Nam và mình hơi bất ngờ là cái giá bán nó rất cao so với dự đoán của nhiều người dùng. Trước đây khi mà Oppo Reno ra mắt tại nước ngoài thì những cửa hàng tại Việt Nam đã bắt đầu cho đặt hàng rồi, và mức giá họ đưa ra là khoảng tầm 17 triệu cho phiên bản cao cấp. Còn thực tế giá bán tại Việt Nam nó lên tới là 20.990.000, tức là 21 triệu cho cái bản dùng 10X này. Và mình nghĩ đây là một mức giá cao và nó khó cạnh tranh với những sản phẩm khác. Lấy ví dụ, bây giờ với 21 triệu mình sẽ không chọn Oppo Reno, mình sẽ chọn Galaxy S10 Plus hàng chính hãng. Thậm chí hàng chính hãng bây giờ có khoảng tầm 20 triệu thôi, nó còn rẻ hơn nữa, và còn nhận thêm cục quà nữa, đúng không? Đúng rồi. Đối với em thì em nghĩ rằng là họ đang sử dụng một hướng đi an toàn, là họ ra hai dòng sản phẩm. Như là một cái dòng sản phẩm thì cái phân khúc giá nó mềm hơn, là vào tầm khoảng 13 triệu, và một cái vòng phiên bản cao cấp là khoảng 21 triệu. Thì nghĩa là nó cùng mang một cái tên nhưng mà chia ra hai dòng sản phẩm, thì họ đang hướng tới một cái người dùng phổ thông, nghĩa là người dùng sản phẩm cao cấp phổ thông và một người dùng sản phẩm cao cấp nhất của cái chiếc flagship của họ. Thì em nghĩ đây nó cũng là một điều hợp lý thôi, tại vì họ đã vào thị trường Việt Nam cũng vài năm rồi. Như anh biết là họ bỏ về tiền quảng cáo rất là nhiều, họ mời những KOL, những người nổi tiếng để quảng bá cái thương hiệu của họ, thì họ không phải định hình họ là phân khúc tầm trung nữa, mà họ đã chọn họ là phân khúc cao cấp rồi. Thì em nghĩ là việc mà đưa cái mức giá 20 triệu thì em có thể thấy hợp lý được, nhưng mà cái điều là sẽ khó cạnh tranh thôi. Mình thì mình nghĩ là nó chưa hợp lý trong thời điểm hiện tại, tại vì hiện tại trên thị trường với cái tầm giá đấy, người dùng có rất rất nhiều lựa chọn, kể cả hàng chính hãng và hàng xếp tay với những cái tính năng cao cấp vượt trội. Nếu nói đúng ra thì Oppo Reno sẽ có gì? Bản thường thì về cấu hình mình không đánh giá quá cao với tầm giá 13 triệu. 13 triệu các bạn sẽ có Snapdragon 710, không phải là quá mạnh mẽ đâu, mà là những cái trải nghiệm về màn hình này, về camera trước theo kiểu là vi cá mập này, đúng không? Đúng rồi. Hay chúng ta sẽ có một cái màn hình tràn viền và sạc nhanh VOOC 20W. Đó. Còn đối với phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm một cam nữa, bản thường sẽ là có 2 cam sau thôi. Bản cao cấp thì chúng ta sẽ có một cam nữa, và cam này sẽ được zoom quang 5x, zoom 10x, và đặc biệt là nó có thể zoom tối đa lên là 6x. P30 Pro, Huawei P30 Pro thì zoom 5x, con này là lên tới 60x, tức là hơn 10x nữa. Nhưng với một cái tính năng đấy, thêm một cái cam nữa, thêm một cái tính năng đấy mà nâng cái giá bán nó lên tầm 8 triệu, nó khoảng tầm 21 triệu thì mình nghĩ là chưa đáng, chưa đủ để người dùng phải bỏ ra một khoản tiền đấy để mua con máy này. Nghĩa là nếu mà bổ sung thêm một ít thông tin về cái chiếc Oppo Reno á, thì em cũng nói là cái phiên bản cao cấp, ngoại trừ cái chuyện cải tiến về cái camera 10X ra, cấu hình, nó còn bổ sung về cấu hình, và giống như là cái mặt kính Gorilla Glass của nó cũng là cái dòng phiên bản cao cấp hơn. Nếu mà anh để ý thì anh có thể thấy rằng là cái phiên bản cao cấp nhất của họ, họ sử dụng là Gorilla 5.0, nghĩa là cái bản cao cấp nhất hiện tại. Và hiện tại thì đã có Gorilla Glass 6 rồi. Gorilla 6 rồi, nhưng mà ý là họ sẽ cao hơn cái phiên bản thường của họ, nghĩa là ngoại trừ cái chuyện cải tiến về camera và cấu hình thì họ cũng cố gắng làm tốt hơn ở chiếc điện thoại của mình. Nhưng mà em có một cái điều bất ngờ là em vẫn chưa thấy là họ chọn một cái gương mặt đại diện nào để quảng bá cho cái chiếc điện thoại của họ lần này. Đó là cái điều mà em thấy khác, tại vì thậm chí nhờ những cái chiếc điện thoại mà trước về tầm trung của Oppo á, để họ vẫn mời những ca sĩ hay là diễn viên nổi tiếng đi họ quảng bá cho cái thương hiệu điện thoại của họ. Còn hiện giờ ở cái phân khúc mà cao cấp nhất thì em vẫn chưa thấy. Có thể là Huawei Oppo đang đi theo một hướng khác. Trước đây thì họ bỏ tiền nhiều về marketing, về cho những KOL. Thì sau khi mà họ đã có một lượng fan nhất định rồi, fan trung thành rồi, thì bây giờ họ đang đầu tư sang một cái hướng khác, không bỏ tiền vào cái đấy nữa mà sẽ bỏ tiền vào những cái mảng marketing khác. Thì mình nghĩ là với hai chiếc smartphone này thì chắc chắn là vẫn bán được, nhưng mà quan trọng là doanh số bao nhiêu. Nhưng mà mình không đánh giá cao về doanh số và sự cạnh tranh của bộ đôi sản phẩm này so với những sản phẩm khác trên thị trường, đặc biệt là những sản phẩm tầm trung và cao cấp của Samsung. Em nghĩ đây là một cái dòng sản phẩm khá là mạo hiểm của họ về cách thức marketing, nghĩa là họ không bỏ thức quá nhiều tiền về marketing nữa, mà họ sẽ tập trung vào sản phẩm, đầu tư cho sản phẩm của mình và các kênh phân phối. Thì em nghĩ rằng là
ít nhất là họ dám thử, họ dám đặt mình ở một cái phân khúc cao cấp và họ cho mình một cái thử thách. Và nếu như các fan của Oppo họ ủng hộ được cái thương hiệu họ yêu thích thì em nghĩ rằng Oppo vẫn có cơ hội mang lại thành công với cái sản phẩm lần này, và chúng ta phải chờ xem điều đó trong tương lai. Không phải nó là một sản phẩm không tốt, thực ra nó là sản phẩm tốt, rất tốt ở đằng khác, tốt về tính năng, về thiết kế, về cấu hình, về những thông số khác. Nhưng mà cảm giác là người dùng đã quá quen, tức là trong đầu họ đã mặc định sẵn Oppo là một thương hiệu đến từ Trung Quốc và nó sẽ không thể cạnh tranh trực tiếp với Samsung. Oppo là một sản phẩm giá rẻ, còn Samsung nó vẫn là một cái gì đó cao cấp hơn. Nhưng mà hiện tại thì cảm giác như là Oppo đang sòng phẳng trên tay đôi với Samsung vậy, tại thị trường chính hãng tại Việt Nam. Có thể là thông minh về chiếc điện thoại Oppo Reno nó sẽ là một cái thông tin khép lại cho buổi TED Talk của chúng ta ngày hôm nay. Thì trong tất cả chúng ta cũng biết là chiếc điện thoại Oppo Reno có thành công trong tương lai hay không thì chúng ta phải chờ những doanh số của nó bán ra thực tế thì chúng ta mới biết được. Vâng, và vừa rồi là hai thông tin quan trọng nhất về mảng công nghệ trong những ngày vừa qua, đó là việc là Facebook ngừng hợp tác với Huawei, cộng với đó nữa là ra mắt hai sản phẩm của Apple với mức giá mình nghĩ là khá là cao. Còn đối với các bạn thì sao? Các bạn đánh giá thế nào về những thông tin công nghệ này? Và các bạn sẽ mong chờ những điều gì cho các bản tin công nghệ tiếp theo? Thì hãy cùng comment ý kiến dưới video nhé. Xin chào!